Miss Grand International vừa chính thức khởi động, Miss Thái Lan đã tung đòn with the crown. Mới đây, trang chủ Miss Grand Thái Lan công bố bộ cánh Golden Garuda sẽ là trang phục dân tộc chính thức của Aom Thairapon, đại diện xứ Chùa Vàng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Miss Grand International. Theo thông tin từ phía tổ chức, chim thần Garuda được xem là sinh vật huyền bí được biết đến nhiều nhất ở Thái Lan. Đây là hình tượng được tôn trọng do đại diện cho các quan chức chính phủ Thái Lan và Hoàng gia. Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023 Aom Thairapon trang phục dân tộc Golden Garuda. Bộ cánh được thiết kế tinh xảo mọi chi tiết và lấy ý tưởng bức tượng Garuda bằng đồng, dát vàng nằm tại Wat Phra Kel, Chùa Phật Ngọc, địa điểm tham quan nổi tiếng nhất nhì Bangkok. Trước đây, trang phục này từng được Á hậu 2 Miss Grand Thái Lan 2023 Pimjira Jaroenlap trình diễn trong đêm thi National Costume. Nhìn chung, thiết kế trang phục dân tộc dự thi quốc tế của đại diện Thái Lan tại mùa giải năm nay không để lại dấu ấn mạnh mẽ như bộ cánh quyền Anh của Hoa hậu Enfa Waraha năm ngoái. Từng chi tiết Golden Garuda nhớ đến trang phục của đại diện Thái Lan vào năm 2019 và 2021, do đó nhiều khán giả cho rằng bộ cánh này an toàn và không ấn tượng. Đại diện Thái Lan Indy Johnson từng diện thiết kế khá cầu kỳ mang tên Tosafak Anomnath Pilat Duang Ruthai đến Miss Grand International 2021. Bộ cánh mang đậm nét văn hóa của xứ sở Chùa Vàng. Năm 2019, thiết kế Wat Phra Kel chiến thắng giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất và cùng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan Areha Suparup dự thi quốc tế. Bộ cánh được mô phỏng theo mái nhà nhiều tầng, mạ vàng của Chùa Phật Ngọc với bức tượng khổng lồ. Riêng về phần đại diện Việt Nam, Hoa hậu Hoàng Phương, cô sẽ diện trang phục Vũ Khúc Thiên Long của nhà thiết kế Nguyễn Lê Vĩnh Tường đến Miss Grand International 2023. Vũ Khúc Thiên Long được lấy cảm hứng từ hình ảnh con rồng kết hợp cùng bộ môn thể dục nhịp điệu múa lụa. Khán giả Việt vô cùng mong đợi Lê Hoàng Phương có một màn trình diễn mãn nhãn với bộ cánh đỏ rực, hoành tráng trên sân khấu Miss Grand International 2023 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10 tới. Ngoài ra, khả năng ngoại ngữ của Lê Hoàng Phương vẫn luôn là chủ đề nóng hổi thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp. Trong đoạn clip, Hoa hậu Lê Hoàng Phương chia sẻ về thông điệp hòa bình của Miss Grand International 2023 bằng tiếng Anh. Bên cạnh những lời khen ngợi cổ vũ, cô còn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan sắc đẹp. Dù khả năng phát âm của người đẹp quê Khánh Hòa đã được cải thiện rõ rệt sau khoảng thời gian trau dồi chăm chỉ hậu đăng quang, thế nhưng nhiều người vẫn cho rằng cách đọc không cảm xúc của cô như đang gắng gượng để hoàn thành phần thể hiện. Không ít người hâm mộ đã để lại lời khuyên nhủ, mong mỹ nhân 9X hãy giữ tinh thần thật sự thoải mái, tự tin sải bước chinh chiến tại sân chơi hòa bình ở mùa giải năm nay. Như vậy, cô cũng sẽ tránh được các trường hợp vì quá căng thẳng dẫn đến việc mắc phải những lỗi nhỏ không đáng có. Hiện tại, Lê Hoàng Phương còn hơn 1 tháng nữa để trau dồi thêm vốn tiếng Anh và các kỹ năng khác để có thể chinh chiến tại Miss Grand International 2023. Gần đây, mỹ nhân quê Khánh Hòa vừa được chuyên trang sắc đẹp quốc tế Shafato đánh giá cao và đặt cô ở top 5 chung cuộc. Dù chỉ là dự đoán, thế nhưng đây cũng được xem là tín hiệu đáng mừng của Lê Hoàng Phương tại sân chơi nhan sắc Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023. Tối 20 tháng 9 vừa qua, Lê Hoàng Phương cũng bất ngờ đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ nam diễn viên Lương Mạnh Hải tại một trường quay trong một chương trình. Được biết, nam diễn viên phim Bỗng Dưng Muốn Khóc chính là idol thời thơ ấu của cô và gia đình. Màn gặp gỡ này đã khiến người đẹp Khánh Hòa không khỏi xúc động. Lê Hoàng Phương còn bối rối nói trước ống kính camera: "Ba mẹ ơi, con được chạm anh rồi nè." Động thái này đã khiến Lương Mạnh Hải không khỏi thích thú và luôn nở nụ cười rạng rỡ. Không những vậy, anh còn gửi lời căn dặn cũng như lời chúc may mắn đến Lê Hoàng Phương trước ngày chinh chiến quốc tế tại sân chơi Miss Grand International 2023. Cụ thể, Lương Mạnh Hải chia sẻ: "Hôm nay, lần đầu tiên gặp Lê Hoàng Phương từ TV bước ra, chúc em trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế sẽ nỗ lực hết mình, ngôi vị cao nhất không biết có đạt được hay không, nhưng chắc chắn em sẽ nằm trong top 3, chỉ cần trong top 3 thôi, phương miện còn phụ thuộc vào may mắn, hy vọng người luôn ý chí và kỷ luật như em sẽ đạt được những điều em mong muốn." Lời chúc của Lương Mạnh Hải phần nào như tiếp thêm động lực cho Lê Hoàng Phương để thể hiện quyết tâm, độ máu chiến của mình. Nàng hậu thẳng thắn cho biết, idol chúc vậy là phải cố gắng thôi.